Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải Nội dung trong video này mình sẽ làm cái nhiệm vụ bao ít nha các bạn Thì đây là một cái nhiệm vụ có trả phí nha Thì các bạn có thể cân nhắc trước khi mà tham gia nha Thì các bạn bấm cho mình vào cái phần ơn nè à. Ở dòng diện trang chủ bấm vào phần ơn nha Thì nó sẽ hiện ra bốn cái như thế này Thì đây là cái có có thời gian nha Hiện tại là còn ngay thời điểm mình làm video này Là còn 2 ngày 14 giờ nữa nè các bạn nè Rồi ở đây mình bấm vào cái nút chết nè các bạn nè Bấm vào đây thì cái này là mình cái này là mình đã hình như là mình đã nạp rồi các bạn mình nghe đâu mà các bạn nói là cái này hình như nạp 0.1 cái đồng tôn là các bạn sẽ mở khó được cái này đây mình hình như mình nạp lần trước rồi các bạn cho nên mình sẽ cờ lem nha còn nếu mà các bạn chưa nạp thì có thể nó bắt các bạn nạp á đây nó kêu mình chết lần thứ hai nè đây mình bấm nút chết nữa nè các bạn nè đây khi mà mình bấm nút chết thì tiếp tục mình cờ lem nha các bạn rồi mình bấm chết lần 3 tiếp tục cờ lem nha các bạn rồi mình chết lần tư nè, mình tiếp tục lem nha các bạn. Rồi khi mà các bạn bạn bấm vào cái phần earn á, cái phần ơn này là nó không hiện ra chết nữa thì các bạn bấm vào cái phần add row nè, bấm vào. Khi mà các bạn bấm vào phần add rau này á, thì hiện tại chúng ta có thể tham gia uh, ở đây nha các bạn. Đây các bạn bấm vào cái chữ add bao S là bấm vào. Đây ở đây thì chúng ta có thể uh, chuyển cho nó 0.1 cái đồng tone tối thiểu là 0.1 nha. Đây. Rồi ở đây các bạn ở đây mình sẽ gửi 0.1 cái đồng tôn nha các bạn. Rồi tiếp theo cái mình bấm vào nút send 0.1 nè. Rồi mình kết nối với cái với tôn Telegram của mình nha, bấm ốc phần wallet in Telegram nè. Thì các bạn phải có cái đồng tôn trong quý Telegram của các bạn nha. Rồi khi nó hiện lên giao diện như thế này các bạn bấm connect nè. Rồi như vậy là mình đã gửi 0.1 cái đồng tôn nha các bạn. Rồi mình bấm off phần Wallet nè rồi mình bấm confirm nha các bạn rồi như vậy là mình đã gửi xong nè rồi bấm go back nè tắt nó đây tắt nó đây cũng được đấy như vậy là mình đã gửi xong nha các bạn rồi mình bấm vào cái phần ơn xem có được không đây khi mà mình làm xong cái nhiệm vụ đó thì mình chỉ còn ba cái nhiệm vụ này thôi các bạn rồi ở đây nó ghi là nếu bạn đã thực hiện nhiệm vụ nào mà các bạn chưa nhận được cái đồng mà cái đồng mà phần thưởng của chúng ta thì chúng ta đừng lo lắng nè phần thưởng đang được xử lý và bạn sẽ sớm nhận được nha các bạn đây nha các bạn, các bạn gửi càng nhiều cái đồng mà tôn đó là các bạn sẽ được nhận nhiều cái lem nha. Thì hôm nay hồi nãy giờ mình gửi hai lần nha các bạn. Đây là các bạn bấm vào cái phần add lâu nè. Khi mà hồi nãy mình gửi một lần đầu là 0.1 cái đồng tôn và lần thứ hai á mình gửi 0.1 cái đồng tôn nữa là mình sẽ lem được cái ô thứ hai này nha các bạn. Đây mình bấm lem nè. Rồi thì cái này mình chuyển 3 lần các bạn, lần đầu mình chuyển 0.1 tone thì mình nhận là là 4 lần cái ô đầu tiên nè. Cái ô thứ hai mình chuyển thêm 0.1 tone nữa là khoảng một chút sau mình vào mình claim là 30 điểm cái 30.000 điểm cái điểm bao S à là lần thứ hai. Và lần thứ ba mình cũng Uh, chuyển 0.1 tôn các bạn làm mình coi lem được lần thứ ba là đây lần thứ ba mình coi lem nha thì cái này là nó hơn xu nha các bạn còn cái ô cuối cùng là uh, mình không biết chuyển bao nhiêu tôn nha các bạn thì cái này nghe mình nghe đâu những các bạn khác á, chuyển tới hai ba luôn lần các bạn nhưng mà các bạn không nên chuyển một lần nha nếu mà cái cái ô cuối này mình không chuyển nha tại vì nó chuyển tới hai ba tôn khá là tốn kém nha các bạn thì cái ô cuối này các bạn có thể chuyển uh, đó là mỗi một lần 0.1 tôn thôi rồi các bạn quay trở lại đây một hai phút sau các bạn vào các bạn xem là các bạn có nhận được không nhiều khi các bạn chuyển rồi nhưng mà nó không có hiện lên cái chữ GLM đâu nó bị lan cho nên các bạn đăng xuất ra rồi các bạn vào lại xem thử là có chữ GLM hiện lên không nói chung là mình chuyển 0.3 tôn là mình nhận được ba ba cái ô đầu tiên nha các bạn à, mỗi một lần mình chuyển 0.1 tôn thôi còn cái ô bên dưới này là chuyển tới 2 ba tôn nhưng mà mình chưa làm mình nghe những bạn khác là làm như vậy nha các bạn thì ở đây nó không có một con số cụ thể nha các bạn thì cái này là tùy người thôi các bạn tùy người có người chuyển chừng không chấm mấy tôn là được hết bốn ô này luôn còn có người chuyển tới hai ba tôn mới được nha các bạn cái này là hợp mà may mắn bí ẩn á cho nên mình nó không có một con số cụ thể nha các bạn thì cái này các bạn cân nhắc trước khi làm nha rồi và hiện tại dự án của chúng ta là cuối tháng này nó sẽ ngừng khai thác và tháng 1-2025 nó sẽ chính thức lên listing cho những sàn giao dịch nha. Cho nên bạn nào chưa tham gia thì các bạn có thể tham gia nha. Còn những nhiệm vụ mà à, nạp tôn thì các bạn có thể con nhắc nha. Rồi và cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phần ghi bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.